đóng vào tháo ra. Cái đóng vào ra là mệt lắm đúng không? Cái nào cũng đáng là những xôi ông Việt ông quay này. Con nồi cơm này rất đẹp nhé, tay còn đẹp hơn nhé. Lấy cơm phải rút điện ra. Tắt chưa? Chưa, cái đèn. Hôm qua hôm kia em vừa chuyển một cái này một bếp từ đây. Khác gì? Mà cơm để ăn trước. Em chở sau hết.